Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kiếm hiệp hệ thống và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 319 Bắc Tống Phòng Lưu. Sau khi Lý Kỳ từ trong phòng đi ra, Mã Kiều liền đã đi tới nơi. Bỏ xoáy, ta phát hiện tiểu kỳ có chút không đúng, giống như là trước kia ông và quá kiểu lang kia đã quen biết nhau. Đồ mồ hôi, con mẹ đó, ta thật đúng là mệnh bà mẫu à, việc lớn việc nhỏ đều tới tìm ta. Lý Kỳ nhìn Mã Kiều bất đắc dĩ nói, Mã Kiều, có một số việc người bên ngoài thì không có cách nào giúp được cho dù là người thân nhất từ quỷ nếu không muốn nói vậy hãy để cho chính lão đi xử lý đi. Mã Kiều cao mày nói, nếu nói như vậy, bộ soái người đã sớm biết rồi. Lý Kỳ gật đầu, Mã Kiều lo lắng, Ê, đến tột cùng là chuyện gì? Lý Kỳ nói, người sẽ nói huyền thêm với người khác, chuyện riêng tư của người khác sao? Đương nhiên là sẽ không. Mã Kiều lắc lắc đầu, vậy không phải là rồi sao? Đây là việc tư của tử quỷ, lão không nói, ta cũng không dám nói lung tung. Nếu người muốn biết, tốt nhất vẫn là đi hỏi từ quỷ. Mã Kiều buồn bực nói. Ôi, ta cũng muốn chứ, nhưng ta đi tìm khắp cái phủ nha này đều không tìm được ông ta, Ừ, thật sao trong mắt của lý kỳ hiện lên một chút lo lắng ngoài miệng thì lại nói tôi yên tâm hiện giờ tiểu quỷ coi như là thủ hạ của ta ở trong này ta sẽ không cho phép bất cứ cái gì thương tổn lắm đâu mã kiều nghe vậy thì kinh hãi không ngừng nói thương tổn ông ta chẳng lẽ mẹ nó nói lỡ miệng lý kỳ cười cười không lên tiếng nữa mã kiều lại cau mày lúc tràng vàng tối trong một rừng cây ở bên cạnh một chút thôn một vị lão già chậm rãi đi vào trong rừng cây người rốt cuộc cũng đã tới một thanh âm run nhẹ nhẹ vang lên một người từ phía sau một cây đại thụ đi ra người này đúng là từ quỷ mà lão già kia tất nhiên là quái kiều lang quái kiều lang cười dài nói <cười> không thể tưởng tượng được ngươi lại ở đây ta vừa mới đến công lâu ngươi liền khẩn cấp hẹn ta đi ra <laughs> đúng rồi ta bây giờ nên gọi ngươi là sư hổ hay là từ quỷ từ quỷ thản nhân nói tùy tiện vậy gọi ngươi là từ quỷ đi dù sao sư hổ kia quá yếu lão phu chơi cũng không thú Quái kiểu lang ha hà cười nói, ha ha ha, đà mắt đã hơn 20 năm trôi qua. Biến hóa của ngươi nhưng thật ra rất lớn đấy. Sư hồ lúc trước kia hăng hái, hiện giờ chỉ là một người nhu nhược, mượn rượu tránh né. Đây đều là nhờ ngươi ban tặng. Tuy nhiên chỉ cần ngươi không thay đổi là được rồi. Tiểu quỷ căm tức nhìn quái kiểu lang nói, hơn 20 năm gần đây, ta vẫn sống ở giữa sự sợ hãi mà ngươi ban cho. Nguyên bản ta nghe được tin tức ngươi chết bệnh, nghĩ rằng có thể giải thoát rồi, Thật sự là không thể tưởng tượng được hóa ra người còn sống. Người đã còn sống, Tại đây sẽ vì phụ mẫu ta và cả chính mình mà báo thù. Nếu không, ta uổng làm con của người. Lão không muốn đợi thêm nữa, cũng không cần phải đợi thêm nữa, bởi vì lão biết chơi mấy cái loại âm mưu quỷ kế này, mười tiểu quỷ cũng không phải là đối thủ của quái kiểu lang liền rất khoát đường đường chính chính hẹn lão ta đi ra quyết chiến sinh tử. Sinh cũng tốt, tử cũng thế, coi như là cho mình một công đạo. Quái kiểu lang thở dài, Ai, đã nhiều năm như vậy, không thể tưởng tượng được ngươi vẫn không bỏ xuống được. Nếu không phải nhìn thấy ngươi, ta cũng quên mất rằng ta còn một kẻ thù như người nữa. Tư quỷ nói, ta cũng muốn buông, cũng đã buông xuống, nhưng rồi ngươi lại để cho ta nhặt lên. Quái kiểu lang nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Báo thù. Tư quỷ đơn giản sáng tỏ nói, quái kiểu lang gật đầu, được, ta để cho ngươi thêm một cơ hội. Ta với ngươi đừng đừng chính chính tỉ thí một phen, nhưng hôm nay có đi, bất kể kết quả như thế nào, một đàn ân hoán này cũng nên chấm dứt thôi. Cuộc đời ta ghét nhất là bị chính cái sự ướt át bẩn thỉu. Ta cũng đang có ý này, sát khí tiểu quỷ trong mắt mạnh thêm tay phải nắm chặt thành rào găm kia có vẻ vô cùng khát khao rồi lúc đối mặt với tường địch bực này như quái kiểu lang lão cũng sẽ không xuất ra thành đại kiếm kia để dọa người liền nói người lấy binh khí đi quái kiểu lang vuốt vuốt rơ bạc ha hả nói hờ binh khí của ta sớm đã đặt ở trên cổ của ngươi rồi bài tướng dưới tay ra chiều đi nói tại tiểu quỷ còn chưa bao giờ thấy quái kiểu lang động thủ lão cũng không biết rằng thực lực của quái kiểu lang đến tột cùng là như thế nào vì vậy không dám khinh thường cảnh giác quan sát quái kiểu lang một hồi nhưng giờ tên đã trên dây không phát công được nhả. đột nhiên lão liền như một con báo săn sông tới quái kiểu lang chắp hai tay sau lưng nhìn khí thế hung hăng của tiểu quỷ khóe miệng mang theo một tia ý cười khinh thường trong khoảnh khắc tiểu quỷ lấy đi tới trước người quái kiểu lang tay phải một đao đâm về trước ngực của quái kiểu lang vị trí lão đâm đúng là vị trí lúc trước lão đâm phụ thân mắt thấy dao gàm sáng lóe đã tới gần quái kiều lang đa phòng ngờ trước ngực quái kiều lang cuồn cuộn nổi lên một trận cảm giác mát đến tận xương nhưng quái kiểu lang vẫn chỉ mỉm cười mà chống đỡ không có bất kỳ động tác nào chính trong khoảnh khắc này tiểu quỷ bỗng nhiên hai mắt mãnh liệt trợn lên trong mắt lộ lên vẻ sợ hãi đương 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 vài tiếng chẳng biết lúc nào dao găm của tiểu quỷ đã từ trong tay rơi xuống ngay sau đó bùm một tiếng lão đột nhiên quỳ xuống dưới chân của quái kiểu lang quái kiểu lang cười cười nói Hừ, người thua tiểu quỷ chỉ cảm thấy cả người vô lực hai tay chống trên mặt đất không để cho mình ngã xuống đất dở giọng nói để tiện quái kiều lang lắc đầu các ngươi dùng dao giết người ta dùng độc giết người đều là giết người dựa vào cái gì mà ngươi liền cao thượng hơn ta đây là đạo lý cho má gì ngươi hẳn là đã sớm biết độc chính là vũ khí của ta 20 năm trước ngươi thua không nổi ta còn có thể lý giải dù sao ngươi lúc ấy vẫn còn quá trẻ tuổi nhưng 20 năm qua đi ngươi còn bộ dáng như vậy thực sự là rất khiến Lã phu thất vọng rồi <laughs> người hạ độc cho ta từ khi nào ở thời điểm ngươi muốn giết ta chẳng lẽ chính là ở xế chiều hôm nay điều này sao có thể ta không có khả năng một chút cũng không có phát giác ra nếu như ngươi có thể vắt rác, ta đây đã sớm chết rồi. cũng không tới phiên ngươi tìm đến ta báo thù. Ngọc diện phi hồ kia vẫn cho rằng mình là cao thủ dùng độc, nếu để cho bọn họ động tới quái kiều lang, trận nhất định sẽ cực kỳ thú vị. tiểu kỳ rất cuộc chống đỡ không nổi, té nhào xuống, nhưng thống khổ trong lòng băng đến cho lão còn hơn xa cái sự chết lặng trên thân thể. lão ra sức xoay người lại nhìn quái kiều lang, trong mắt lộ vẻ không cam lòng. sau một lúc lâu, lão đột nhiên khép hai mắt lại nói: ta thua, người giết ta đi. quái kiều lang lắc đầu, người yên tâm độc này không nguy hiểm đến tính mạng đâu nó sẽ chỉ làm cho ngươi toàn thân vô lực sau được canh giờ độc tính tự nhiên sẽ tiêu tan kỳ thật nếu ta muốn giết ngươi lúc trước đã giết rồi cần gì phải đợi cho tới bây giờ chỉ có điều chỉ là ta lúc trước đã đáp ứng phụ thân của ngươi không giết ngươi 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 nói cái gì cái gì tiểu quỷ ngờ đầu khiếp sợ nhìn quái kiểu lang quái kiểu lang nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tiểu quỷ thì dường như sinh ra hứng thú ngồi xổm xuống giọng nói mang theo ý châm trọng Ngươi luôn miệng nói muốn tìm ta báo thù, kỳ thật chẳng qua ngươi chỉ muốn lấy ta làm con kiều chịu tội thay mà thôi. Hung thủ thật sự sát hại cha mẹ ngươi không phải là ta, cũng không phải là ai khác, mà chính là bản thân ngươi. Thật ra cha mẹ ngươi có lẽ đã không vụ lợi nhất, thiện lương nhất trên đời này, nhưng ngươi thì sao? Ngươi đã từng quý trọng và đã từng nghĩ tới họ chưa? Ngươi cả ngày chỉ biết tìm 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 người luận võ. Nếu người khác không so với ngươi, ngươi tìm tất cả biện pháp bức bách người ta tỉ thí với ngươi. Khi ngươi đánh chết người ta, ngươi đã từng nghĩ đến thân nhân của bọn họ chưa? Nếu không như thế, Chú lão ca của ta sao có thể ngăn dặm sát sôi tiết diệt trừ tay họa ngươi? Kỳ thật khi ngươi bị thương, nếu không có chú lão ca khuyên bảo, nói ngươi và huynh ấy là đường đường chính chính tỷ thí, nếu như lúc này ta ra tay, ta sẽ đẩy huynh ấy vào bất nghĩa, bằng không lúc đó ta đã diệt trừ tay họa ngươi rồi. Sao còn để ngươi sống đến hôm nay? Sau đó cha mẹ ngươi đến cầu xin ta cứu ngươi, ta từng một lần từ chối họ ngoài cửa, nhưng ngươi có biết không, lúc ấy cha mẹ ngươi quỳ gối trước nhà ta vài ngày, ta nể mặt cha mẹ ngươi mới ra tay giúp đỡ, nhưng ta cảm thấy chính vì cha mẹ ngươi dung túng ngươi nên ngươi mới coi trời bằng vâng vì vậy bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm nói tới đây quái kiểu lang đột nhiên thở dài nói kỳ thật nếu ngươi lúc ấy hối cải còn có thể có gia đình hạnh phúc với cha mẹ ngươi từ nửa năm đến một năm bù lại vết thương của họ đáng tiếc ngươi không biết quý trọng chỉ biết một lòng tìm ta báo thù ngươi đã từng bao giờ nghĩ ngươi tạo thành cái bi kịch này là ta hay là ngươi <laughs> ngươi thực sự uổng công làm con người trong mắt tiểu quỷ đã ngấn lệ nhưng không dám để nước mắt chảy ra nhìn thẳng vào quái kiểu lang nói chẳng lẽ thực sự một đau kia là do cha mẹ tình nguyện thay ngươi nhận quái kiều lang cười ha hả nói <laughs> chẳng lẽ người vẫn chưa hiểu sao chẳng người không phải là thay ta mà là thay ngươi nếu ông ấy không chịu một đau ấy vậy ngươi chắc chắn phải chịu một đau của ta ngươi dù sao cũng nhiều lần dùng đau đâm vào trái tim của cha mẹ ngươi để thêm một lần nữa làm gì thật ra cha mẹ ngươi chỉ có một nguyện vọng rất đơn giản chính là ngươi có thể thay đổi hoàn toàn làm người một lần nữa <laughs> tuy nhiên đây đúng là một nguyện vọng rất châm trọng nói xong lão đột nhiên lấy ra một phong thư trong tay áo nói Phong thư này là cha ngươi viết trước đêm bị đâm. Ông ấy hy vọng có thể giao cho ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi làm con hoàn toàn không xứng có được bức thư này. Vì thế ta không có ý định giao cho ngươi. Không nói gạt ngươi, ta từng cảm thấy cha mẹ ngươi ngu muội vô tri, cái loại người như ngươi có đáng giá gì mà cứu? Cho ngươi chết sớm một chút đối với ai cũng tốt. Nhưng hiện tại ta cũng làm cha, ta cũng bắt đầu hiểu được tâm trạng cha mẹ ngươi lúc đó. Hơn nữa, cha mẹ ngươi còn có thể nói là sư phụ ta. Ôi, hôm nay ta sẽ ra phong thư này cho ngươi. Tuy rằng ngươi bây giờ vẫn chưa xứng có được nó, nhưng ta không muốn giảng co vô ích với ngươi. Chuyện này không hề quan hệ gì đến lão phu, nếu ngươi muốn báo thù, vậy lão đặt phong thư vào ngực tiểu quỷ nói, vậy thì đâm đao từ nơi này đi, đâm rách bộ ngực của mình và kỳ vọng của cha ngươi trước khi chết với ngươi. Nếu ngươi hy vọng cha mẹ ngươi có thể nhắm mắt sau 20 năm, vậy thì nên làm như trong thư. Ta ghét nhất là giải thích với người khác. Chỉ là ta đã đồng ý với Lý Kỳ, cho nên ta mới nói với những ngươi những lời này. Người nghe cũng được, không nghe cũng được đều không có liên quan gì tới ta quái kiểu lang đứng lên vỗ vỗ vài cái lên vạt áo trước liền nói nhưng ngươi phải nhớ kỹ đây là lần thứ ba ta tha cho ngươi tuy rằng ta đã đồng ý với cha ngươi nhưng lần này là lần cuối cùng ta bây giờ không cho phép có bất cứ nguy hiểm nào tồn tại bên cạnh mình ồ oh, ta khuyên ngươi một câu đừng nhìn vợ con ta với ánh mắt hùng ác nếu không chắc chắn ngươi sẽ phải hối hận nói đến đây lão xoay người nhanh chóng rời đi sau khi quái kiểu lang ra khỏi rừng cây tay trái từ quỷ đột nhiên giơ lên trong tay lão có giống một con dao găm sắc bén Lão nhìn con dao khăm, đột nhiên bật cười cuồng dại, nhưng nước mắt từ đầu đến cuối vẫn không chảy xuống. Người đã động thủ rồi, vì sao vừa rồi không một nhát giết luôn lão ấy? Trong rừng cây đột nhiên vang lên một giọng nói, Lý Kỳ bước ra khỏi rừng cây. Tiểu Quỳ vẫn nhìn con dao khăm, ngoài miệng nói. Ta nếu như muốn giết cả, ngươi nhất định sẽ đứng ra ngăn cản. Lấy đạo pháp của ngươi, ta không thể phản ứng kịp được. Lý Kỳ đi tới ngồi bên cạnh tử quỷ, nhìn tay áo tử quỷ đã nhuộm đỏ, trong lòng hiểu. Thật ra, lão vẫn trúng độc của quái kiểu lăng. Chỉ có điều trước khi ngã xuống, dùng dao găm cắt tay mình để làm mình tỉnh táo. Vừa rồi trong nháy mắt, quái kiểu lăng ngồi xổm xuống, tử quỷ hoàn toàn có cơ hội một đao cắt ngang cổ họng của quái kiểu lăng, bằng bản lãnh của lão, gần như không có khả năng thất bại. Xét từ khí lực cuối cùng lão tận dụng để xoay người, xem ra lão cũng hẳn là sớm có dự định trước nhưng y không làm như vậy. Tiểu quỷ thả tay xuống nói, con dao găm này chính là thứ lúc trước ta đâm vào cha ta, ta vẫn giữ lại đến bây giờ. Ta cũng không biết tại sao ta phải giữ lại nó, cho đến hôm nay ta mới hiểu được, nói dùng để báo thù, ta mải đến chưa, chính là có thể sử dụng nó để giết chết quái kiểu lăng. Lê Kiệt nói, mới vừa rồi là một cơ hội rất tốt, ngươi vì sao lại từ bỏ? Tiểu quỷ nói, bởi vì gạo nó rất đúng, kỳ thật hại chết cha mẹ ta, hung thủ không ai khác chính là ta, không liên quan tới bất cứ ai. Tất cả đều là ta gieo gió gặt bão. Dù sao cũng không có ai ép ta phải đâm một đau kia, có đúng không? Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói. Lần trước ngươi không kiềm chế được, khiến ngươi hối hận nửa đời người. Nhưng lần này ngươi kiềm chế được, đây là tiến bộ. từ quỳ tự diễu, cười nói. Cái này không phải là tiến bộ, rõ ràng chính là lùi bước. Ta nghĩ có lẽ ta uống rượu nhiều đến hỏng đầu rồi. Nếu là 20 năm trước, ta chắc chắn sẽ không do dự chém một đao kia, đồng quy vô tận với quái kiểu lăng. Đồng quy vô tận, Lý Kỳ kinh ngạc nói. Tử quỷ cười lạnh nói. Người quá coi thường quái kiểu lang rồi. Ta có hậu thủ, gã chắc chắn cũng có phòng bị. Ta dám khẳng định ta chém một đao kia ra, đồng thời gã cũng đưa ta vào tụ chết. Lão nói không sai. Quái kiểu lang người này tâm tư kiến đáo, bất kể là bất cứ lúc nào cũng không hạ phòng bị trong lòng xuống. Lý Kỳ cười nói. Nếu uống rượu còn có tác dụng này, ta đầy thể không uống rượu, chẳng phải là quyết định ngu xuẩn sao? Tử quỷ cười ha ha. Nếu ngươi cho là hữu dụng, vậy ngươi phải cho ta uống nhiều rượu một chút. Không nói nữa, Lý Kỳ quyết đoán từ chối, sau đó nói. Dìu ngươi về thì có thể. Tiểu quỷ lắc đầu, không cần, ta muốn nằm đây một mình một lúc nữa. Nửa canh giờ cũng không lâu lắm, ngươi yên tâm, ta sẽ tuân thủ lời hứa giữa ta với quái Kiều lang, tất cả ân oán sẽ chấm dứt từ hôm nay. Vậy được rồi, Lý Kỳ đứng dậy nói, vậy ta đi trước. Đà tạ người đã cho ta cơ hội này. Lý Kỳ hơi mở miệng nhưng cuối cùng thì không lên tiếng xoay người bước đi. Nhưng Lý Kỳ vừa bước chân rời khỏi lại có người từ bên cạnh bước ra y đến trước mặt quái kiều lang lắc lắc vỏ rượu trong tay nói còn sức lực uống rượu không ha ha ta nói mà trên đời này chỉ có tiểu kiều con là hiểu ta nhất chuyện đầu tiên là chuẩn bị rượu cho ta ta vừa mới rồi gặp bộ soái liền bớt thời gian đến thôn bên cạnh mua má kiều vươn một bàn tay nhét lá thư vào ngực tiểu quỷ sau đó đưa bàn tay đến trước mặt lão tiểu quỷ nhìn bàn tay kia do so dự một lúc cuối cùng ném dao găm sắc bén đi vươn tay trái ra má kiều dùng sức cầm tay tiểu quỷ trực tiếp kéo lão lên sau đó dùng một tay khiêng lão lên vai một tay cầm vỏ rượu đi tới cái cây cách đó không xa đi được một nửa y bỗng nhiên nói ta có thể giúp ông báo thù Tiêu quỷ kinh ngạc nói đột nhiên bật cười hơn nữa cười vô cùng vui vẻ thoáng lắc đầu nói không cần ta vừa rồi không hạ tù chỉ báo đáp gã cho cha ta nửa năm sống từ nay về sau gã không hề nợ ta ta cũng không nợ gã cái gì đại nhân chúng ta mất dấu rồi lý kỳ vừa bước ra khỏi rừng cây một tiểu phu bước nhanh tới lý kỳ thoáng sửng sốt lập tức khoát tay nói thôi nếu lão không muốn người khác đi theo các người cũng không đi theo được vâng à mới vừa rồi người của chúng ta nhìn thấy mã hộ vệ đi vào vậy sao lý kỳ quay đầu nhìn cánh rừng cười nói hiện giờ tất cả đều không quan trọng lúc này trời đã tối bên bờ sông ấp có một con thuyền đang đỗ quái kiều lang đi đến trước thuyền ngẩng đầu nhìn con thuyền do dự chăm chốc lát mới bước lên ân công quái kiều lang đi vào trong thuyền thấy bên trong có bảy tám người đang đứng trong đó có cả nam cả nữ mặc nhiều trang phục khác nhau có áo cà sa áo bào có váy lụa có nho phục còn có trường bào làm từ tơ lụa thượng đẳng tô châu hàng châu những người này thấy quái kiểu lang đến vội vàng tiến lên thi lễ giang dấp công kính những nghi lễ dườm giả đó thì nên miễn đi quái kiểu lang vung tay lên nói la phù không nghĩ các người lại chạy nhanh đến đây như thế hòa thượng kia nói những người chúng ta ở đều ở phía nam Nhận được tin của ân công liền lập tức chạy tới, còn có một vài người nữa ở trên đường, vài ngày nữa sẽ tới đây. Quái kiều lang thoáng gật đầu, ánh mắt gãy quét qua gương mặt những người này ha hả nói. Hơ, 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 đã mặt đã 20 năm, các người cũng thay đổi rất nhiều. Người phụ nữ mặc váy lụa nói, nhưng ân công một chút cũng không thay đổi. Sao có thể không giả, lá vũ cũng không phải là thần tiên. Quái kiểu lang tự diễu, cười nói. Vũ ông kia không nhìn được kích động trong lòng, tiến lên phía trước nói ân công còn sống thực sự là quá tốt quái kiểu lang đột nhiên hỏi một tiếng ân công này các người đã gọi bao nhiêu năm 30 năm 24 năm 27 năm ồ đều đã là hai mươi ba mươi năm quái kiểu lang thở dài nói là phù nghe cũng thấy mệt mỏi lúc này cũng nên kết thúc tất cả rồi những người đó đều ngơ ngác nhìn nhau người phụ nữ kia hiếu kỳ nói ân công sao lại nói ra những lời ấy quái kiểu lang lấy một phong thư trong tay áo ra đưa cho người phụ nữ kia Người phụ nữ kia nhận lấy dò hỏi, ân công, đây là... Quái kiều lăng nói, trong phong thư này là một phần danh sách. Ta tin rằng người ở trước mặt rất nhanh sẽ thu được tin tức ta còn sống. Nếu bọn họ không có bất cứ động tính gì, vậy cũng không cần quản. Nhưng nếu ai có động tính gì kỳ lạ, vậy các người giúp ta đưa họ đi đoạn đường cuối cùng. Hơn nữa, lúc này, ta phải nhổ cỏ nhổ tận gốc. Ta không muốn lưu lại bất cứ hậu họa nào. Dù sao, ta cũng không còn bao nhiêu thời gian bồi bọn họ tiếp tục chơi. Ba năm sau, các người nhất định phải cho ta một kết quả sau khi chuyện này kết thúc các người và ta không còn liên quan gì nghe rõ chưa ân công xin đề tập chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ những người xung quanh đồng thanh nói tốt lắm đã không còn sớm nữa lã phu phải về có người đang chờ lã phu về ăn tối à các người không cần tiễn quái kiều lang nói xong cũng không chờ bọn họ mở miệng liền vội vã đi ra ngoài mọi người đều sửng sốt cùng nghĩ rốt cuộc là ai có thể làm cho ân công vội vàng như thế người phụ nữ kia đổi theo ân công vậy những người khác các người thay mặt lã phu truyền lời cho bọn họ là được rồi bảo bọn họ đừng tới quay rầy lão phu nếu không đừng trách lão phu không nói chuyện tình cảm giọng nói từ dưới thuyền truyền lên phụ thân đang đi đâu vậy tại sao không nói với chúng con một tiếng hại con và nương đợi ở đây rất lâu tầm văn đang ngồi xổm trước phủ nha thấy phụ thân quay về vội vàng nghênh đón trong giọng nói còn có chứa ba phần oán hận quái kiểu làng vỗ vỗ bà vai của con trai ha <laughs> hả nói hả, <laughs> hả, xin lỗi xin lỗi phụ thân đi gặp vài vị bạn cũ nhất thời quên nói với con phụ thân cam đoàn sẽ không có lần sau Nói xong ánh mắt của lão nhìn Doãn Thị đứng với sau thẩm văn. Doãn Thị tiến lên lo lắng nói, trả nó hả, à, hay là chúng ta quay về sân cấp đi. Bà đã ở lâu trong thung lũng, đối với thế giới bên ngoài cảm thấy không quá thích ứng. Quái kiểu lang cười ha hả nói, ha ha không cần không cần, tất cả đều kết thúc rồi, đi vào thôi. Đi vào trong nha phủ, quái kiểu lang nhìn thấy một thân hình đứng trước cửa đại trảnh, nhẹ nhàng cười. Tiểu tử, lã phu quy ẩn không phải là sợ bị người khác trả thù, chỉ là ta không muốn tiếp tục giết người. Tuy nhiên vì mẹ con họ, đôi bàn tay dính để máu tươi này của lá phù không ngại dùng máu tươi phù lên một lần nữa <laughs> điện xoáy ngươi thực sự là dụng binh như thần lão ngưu tà đầy xem như phục ngươi rồi chỉ nghe thấy trong trướng của nhạc phi vang lên từng đợt tiếng cười không phải của nhạc phi thì là của ai các tướng sĩ còn lại đều tỏ ra mừng rỡ hóa ra sau khi đại quân của nhạc phi sau khi đến quảng nguyên châu cũng không dừng lại quá lâu liền trực tiếp dẫn đại quân tiếp tục nam chinh chĩa đầu mâu trực tiếp và phủ thanh long mà viện quân nam ngô chạy tới cho rằng quân tống sau khi tấn công nguyên châu nhất định sẽ củng cố phiên nam quảng yên vì vậy đóng quân ở châu huyện phía tây nam quảng nguyên châu tôi rằng bọn họ biết những châu huyện này rất khó giữ được nhưng bọn họ hy vọng có thể dựa vào những thành trì doanh trại này để kéo dài đại quân nhạc phi tấn công bài đặt không cần thì thật là đáng tiếc lại cố ý phù trương thành thế làm ra vẻ nếu ngươi tiếp tục nam trinh ta sẽ quay trở về đoạt lại quảng nguyên châu sau lưng ngươi nào biết nhạc phi căn bản không để ý tới bọn họ chỉ chờ lại 5.000 binh lính đóng ở Quảng Nguyên Châu, đại quân thâm nhập từ trên xuống. Quân Nam Ngô tự mất mặt, vì thế lại chọn chiến thuật làm phiền, dựa vào sự quen thuộc của địa thế mai phục trong núi rồi quay lại sau lưng quân Tống, thỉnh thoảng chạy ra quấy giày một đợt. Nói tóm lại, bọn họ chỉ có một mục đích chính là kéo dài thời gian để mùa đông vào tới. Tuy nhiên đây đều là hoàn nhan hy dẫn chơi còn dư lại, hơn nữa binh lính Nam Ngô quấy giày sao có thể so sánh với quân Kim? Quân Kim thường xuyên quấy rầy, vậy thì sẽ quấy rầy người khác đến chết. Nhưng nhạc phi ở trong vương diện này rất có kinh nghiệm, lấy bất biến ứng vạn biến, không để ý đến những quân đội nhỏ, chỉ dùng hai cánh kỵ binh và đội quân của mình, kẻ thù nếu dám phạm tới liền dựa vào ưu thế động cơ binh lực tuyệt đối bao vây tiêu diệt. Dùng kế sách này, đại quân tiến quân thần tốc thế như trà tre. Quân Nam Ngô mấy lần muốn cướp lương thảo của quân Tống đều được nhạc phi đoán được, không chỉ không cướp được lương thực, còn bị Dương Tế Hưng dẫn kỵ binh đánh chạy trốn chết. Về phần mai phục trong núi cũng bị quân Tống phát hiện ra, đều không công mà lui phương diện này nam ngô thấy nhạc phi tập hợp quân đội lại một chỗ gây nhiễu quy mô cũng không có gì hiệu quả ngược lại còn tổn binh hao tướng lại thế đại quân nhạc phi thế không đỡ nổi tuy rằng chưa từng xung đột chính diện nhưng tình thế cực kỳ không ổn chỉ có thể thay đổi sách lược khẩn trương mệnh cho binh lính ở tiền tuyến kia tập kết lại chuẩn bị từ chiến với quân thống nhưng trong thời điểm quân nam ngô tập trung binh lực nhạc phi lại phái hai vạn binh lính chia thành năm cánh lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tài đánh vào nam thị trấn địa khu phía nam quảng nguyên bởi vì nam ngô vừa mới điều binh ở hậu phương tới nơi này hơn nữa số dân nam ngô vốn ít vì vậy phòng thủ ở những châu huyện này rất yếu gần như trong mấy ngày nay quân tống giống như là gió thu cuốn về hết lá vàng dẹp yên toàn bộ nhẹ nhàng bỏ toàn bộ địa phu quảng nguyên cho vào túi nhanh chóng ổn định lại hậu phương đồng thời tiếp tục tiến tới với đại quân đợi cho đến khi nam ngô kịp phản ứng lại thì đã không thể xoay chuyển trời đất lại thấy quân tống dụng mạnh như vậy càng không dám tùy tiện xuất binh quảng nguyên châu này là cổ họng quân tống tiến vào nam ngô nhạc vì sao dám sơ xuất Y vừa rồi sở dĩ tiến công từ trên xuống là bởi vì y hiểu rõ mục đích của đối phương. Nếu như thực sự phái đi binh lính công kích, vậy thì công kích kẻ thù từ giữa. Y hiện tại lại đang chạy đua với thời gian, thật sự không muốn ở cái nơi nhỏ bé này rằng câu hỏi lâu với quân Nam Ngô. Vì vậy đầu tiên là y tập kết đại quân, mục tiêu nhằm vào trọng địa quân sự của Nam Ngô. Ải quyết lý Ải quyết lý chính là phía bắc Ôn Châu, tỉnh Cao Bằng, Nam Ngô hiện nay. Hơn nữa cách Quảng Nguyên rất gần, nhiều nhất là hơn nửa tháng đi đường, làm cho Nam Ngô đủ đường áp lực, buộc bọn họ phải buông ta những châu huyền này để co đầu rút cổ phòng thủ. Quả nhiên bên Nam Ngô thấy vậy liền vội vàng tập kết binh lực ở ải quyết lý. Phải biết rằng trong năm Hy Ninh, Đại Tống xuất binh thảo phạt Nam Ngô hàm phí hơn 2 tháng trong địa khu Quảng Nguyên. Mà nhạc phi nhu cao vẻn vẹn, vẹn chỉ dùng hơn một tháng. Kỳ thật vốn dĩ còn không cần tới một tháng, đại quân nhạc phi bởi vì gặp công kích ở ấp châu mà phải dừng lại gần 10 ngày. Chuyện này lại liên quan đến tính mạng của Lý Kỳ, thử hỏi ai dám chậm trễ khi vừa mới biết được tin tức này tất cả tướng sĩ đều sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh nhạc phi còn định bảo dương tây hưng lãnh binh hồi cứu bảo vệ lý kỳ chỉ có điều sau khi nhận được tin lý kỳ sai người báo nói ấp châu không còn đáng ngại và bọn họ tiếp tục tiến quân tuy nhiên nhạc phi biết chuyện về tiền bình vẫn chia binh bảo vệ con đường quan trọng chuẩn bị với bắt tiền bình đáng tiếc cuối cùng không công mà lui dù sao y cũng không quen thuộc với địa hình nơi này không thể dự liệu được đến tiền bình bọn họ sẽ đi hướng nào Trải qua hai ngày đường đại quân Nhạc Phi cách ải quyết lý cũng chỉ có 60 dặm. Nhạc Phi khiêm tốn cười nói, đây đã coi là cái gì? Chúng ta còn chưa giao chiến với chủ lực Nam Ngô. Các vị tướng quân cũng không nên vì một chút chiến thắng này mà đắc ý. Mục đích của chúng ta chuyến này phải là thu phục được Nam Ngô mà không phải là giao huấn bọn họ. Hơn nữa thời gian cho chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Chúng ta nhất định phải đến trước mùa hè. Công phá thanh long phủ bằng các mùa hè vừa đến bất chấp khí bất chấp mọi thứ tiếp tế tiếp viện cho chúng ta rất khó để đuổi kịp đến lúc đó mặc dù quân nam ngô không xuất binh chúng ta cũng chỉ có thể lùi binh các tướng sĩ sau khi nghe xong đều gật đầu thu hồi về đắc ý nghiêu cao hử nói hiện giờ chủ lực nam ngô không thể lùi được nữa rồi nếu như đối phương lùi binh từ hải quyết lý quân ta phải tiến công thần tốc trực tiếp đánh tới bờ bắc sông phú lương một vị tiểu tướng nói hải quyết lý này từ sức đến nay vẫn luôn là một thị trấn phi tường trọng yếu của nam ngô có thể nói là bức thành che chắn thứ hai của thanh long phủ nếu có thể hạ được bức tường chắc chắn này trước khi đến sông Phú Lương, bọn họ căn bản không thể thủ được. Nhưng cũng chính bởi vậy, nơi này vẫn bày bố trọng binh. Theo tin tức tin cậy, Ai Quyết Lý vốn có hai vạn binh lính, hơn nữa gần đây có viện binh chạy tới, ước chừng có tới 3-4 vạn. Người này tuy còn trẻ tuổi, nhưng có lý lịch rất lớn, y chính là Vương Quý. Vương Quý này cũng là người thăng âm có quen biết với Nhạc Phi từ nhỏ. Vừa lúc mới bắt đầu y vẫn chưa theo Nhạc Phi, cùng đầu nhập vào cấm quân, cho đến sau khi Nhạc Phi trở về từ phương Bắc, y mới biết được Nhạc Phi lên làm điện soái thì mới đầu nhập vào. Nhạc Phi lúc ấy bởi vì vội bằng xuôi Nam, vì thế đưa cả vương quý rồi Nam, cho đến khi gặp lại Lý Kỳ ở ấp Châu mới giới thiệu với Lý Kỳ. Lý Kỳ là người hâm mộ của Nhạc Phi, sao lại không quen với vương quý? Không chỉ như thế, giữa chính biến quân sự, bọn Nhạc Phi và Ngưu Cao thu được rất nhiều nhân tài, trong đó còn có đồng tiên, phó tuyển, hai vị nhân tài mới xuất hiện Tuy rằng hai người này vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng trong lịch sử chính là hai vị tướng đắc lực dưới trướng Nhạc Phi. Tuy rằng lịch sử đã thay đổi, nhưng bọn họ vẫn trở thành bộ hạ của Nhạc Phi. Đây cũng không phải là thiên ý, mà là vì sau khi triệu giai cầm quyền, hắn phải thanh trừ tất cả các thế lực cũ. Như vậy chắc chắn sẽ phải đề bạt một số người mới. Chuyện này cho bọn họ rất nhiều cơ hội. Hiện giờ độ tuổi trung bình của toàn bộ quân Tống Triều so với độ tuổi trung bình của thời kỳ Tống Huy Tông giảm xuống 25 tuổi. 20 tuổi nghe có vẻ khoa trương, kỳ thật là không, bởi vì thời kỳ tống huy tông có rất nhiều lão thần treo chức quan lấy lương bổng nhưng lão thần này đều bảy tám chục tuổi cho nên sau khi thanh trừ bọn họ tống triều bất kể là quan văn hay quan võ đều giảm độ tuổi xuống chính là thống soái tam nhà độ tuổi lớn nhất chính là mã soái ngưu cao mà phương diện quan văn vương trọng lăng có thể nói là đức cao vọng trọng trước đây khi thái kinh còn tại chức có xảy ra chuyện với vương trọng lăng chỉ có đồng tiên và phó tuyển đều lãnh binh xuất trinh tạm thời vẫn chưa về vi bình đột nhiên nói tướng phòng giữ hải quyết lý này chính là đại tướng của nam ngô lý thịnh đạo nghe nói người này là một nhân vật dũng mãnh thiện chiến là một người rất lợi hại lưu cao lại nói nếu gã lợi hại như vậy cũng không bị chúng ta liên tiếp chiếm nam thị trấn nhưng lại không thể làm gì là lòng lại nói ma soái không thể sơ xuất kỳ thật sự bất lực của gã là bị thế cục bức bách lúc trước chúng ta đoạt được quân châu quảng nguyên khiến cho quân nam ngô bị thương nặng mà bọn họ lại đều không hít quân đội đi đại lý mới khiến lý thịnh đạo tiến thoái lưỡng nan dùng chuyện này không thể chứng minh được cái gì hơn nữa vừa rồi nghe thám tử báo lại lý thịnh đạo tập kết một cánh quân tượng binh hùng mạnh để đối phó với chúng ta những tướng lính trẻ tuổi này đều chưa từng thấy tượng binh trong đầu không khỏi hiện ra quái vật to lớn thì không khỏi ngưng hát nhìn nhau nhạc phi vừa nghe thấy tượng binh đột nhiên bật cười ha ha là lòng hiếu kỳ hỏi vì sao điện soái bật cười nhạc phi khoa tay nói các người không cần phải lo lắng đó là đối tượng đang vô trương thanh thế nhạc phi ta dám cảm đoàn với các vị nếu như đối phương dám xuất tượng binh dù có bao nhiêu voi chúng ta chỉ cần 500 người là có thể tiêu diệt toàn bộ chủ lực của đối phương 500 người các tướng sĩ không khỏi kinh hãi khẩu khí có vẻ lớn là lòng nói có phải điện soái đã có kế hoạch phá được kế sách của tượng binh nhạc phi khinh mệt cười nói lúc trước khi ta học tập binh pháp bên nửa trùng công từng nghe trùng công nói tượng binh là một loại binh chủng tự diệt vong một khi sử dụng sẽ tạo thành đà kích mang tính hủy diệt về bên ta ta đến phương nam đã từng tìm đến vài con voi thử qua các ngươi nhìn con voi cao lớn thật ra tính tình voi rất ôn hòa hơn nữa cực kỳ nhát gan lại sợ khói lửa nếu như đối phương dùng voi đối chiến chúng ta chỉ cần phóng ra một vài vòng mưa tên nhưng con voi này tất sẽ quay đầu lại bỏ chạy tự dẫn đạp quân mình ta chỉ cần 500 kỵ binh đuổi theo sau kẻ thù chắc chắn sẽ bị diệt toàn quân mười mấy năm trước quân ta từng đại phá trận voi huống chi bây giờ nếu gã dám dùng ta dám nhận phần đại lễ này ta thấy đối phương chỉ dùng voi để vận chuyển lương thảo tới đây thuận tiện phô trương thanh thế dọa chúng ta để cho lòng quân ta sinh kiêng kỵ dùng lời nói của xu mật sứ chính là những tên nhóc nghịch ngợm các tướng sĩ cười ầm ha ha sau đó vương quý lại nói vậy không biết điện soái có tính toán gì không đánh nhạc phi ra chỉ thị rõ ràng suốt một sứ mệnh chúng ta phải tốc khiên tốc thắng cho nên nhất định phải tìm kiếm quyết chiến với chủ lực đối phương nếu bọn họ một bực trốn tránh ngược lại là gây bất lợi cho chúng ta hiện giờ đối phương đã tập trung tất cả binh lực tiền tuyến trận này cứng đối cứng là không thể tránh được chỉ có điều nên đánh thế nào ta tạm thời còn chưa nghĩ tới ta tự mình quan sát bố trí của đối phương đến lúc đó rồi tính tiếp trận này có mạo hiểm không thể được với bình vội nói, nhạc phi lắc đầu. Thật ra ta trong lòng muốn đánh một trận anh dũng với các vị, nhưng xu mật sứ cố tình sắp xếp cho ta vị trí thống soái. Nếu ta làm thống soái vậy thì ta nhất định phải hiểu biết tất cả về kẻ địch, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu để cho người khác tiến đến, ta sợ sẽ quên đi một vài mấu chốt. Trận chiến này đối với chúng ta mà nói là vô cùng quan trọng, ta phải tự mình đi xem trước. Yên tâm, có thể lấy nhận giúp đỡ. Hơn nữa ngựa chiến của ta là do Kim Thái Tổ trước kia bàn tặng, không có nguy hiểm gì đâu. Các tướng sĩ thấy Nhạc Phi khăng khăng như thế, vì vậy cũng không có nhiều lời nữa. Ngày hôm sau, Nhạc Phi, Nghiêu Cao dẫn 23 hộ vệ xuất phát, bọn họ lặng lẽ đi vào một sườn núi phía đông ải quyết lý. Nhạc Phi dùng thiên lý nhãn quan sát địa hình và bố trí của đối phương ải quyết lý. Ải quyết lý này nếu làm bức tường thành của Nam Ngô, địa hình chắc chắn sẽ vô cùng hiểm yếu. Nói đơn giản một chút chính là một thông lũng, chỉ có một con đường có thể đi thông về phía nam, dễ thủ khó công. Thành lũy trước cấp có hơn 10 các thành gò núi xung quanh, có thể nói là phòng chật như nêm tối Nghiêm nhiên là trận thiết dũng chờ quân tống đến thì tấn công lý thỉnh đào này quả nhiên là có chút bản lĩnh nhạc phi buông thiên lưỡi nhãn nói nếu muốn tấn công ngoài quyết lý này mà nói chúng ta có thể sẽ tổn thất rất lớn nghiêu cao thận trọng nhận kính biến vọng nhìn một lúc tòa phải tán thành nơi này địa hình bất lợi cho kỵ binh tấn công có những thành lũy chắc chắn này bàn nò của chúng ta cũng khó phát huy tác dụng hơn nữa kẻ thù còn dựa vào độ cao xung quanh xem ra chỉ có thể dùng trí rồi sợ giấy lý thịnh đào lựa chọn con đầu rút cổ trong hang có thể nói là vì tiếp thu giao huấn lần trước mười mấy năm trước khi quân tống tấn công vào đây lúc đó tướng phòng giữ là hoàng trân thái tử hoàng trân thái tử này chẳng những không lựa chọn co đầu rút cổ ngược lại còn ra ngoài ngay chiến kết quả là bị đánh cho đại bại vừa đánh mất trọng địa quân sự là quyết lý ải mà chính y cũng bỏ mạng tại đây nhưng kết quả của lần chiến tranh đó nói cho nam ngô biết một đạo lý chính là đối phó với những người ngoài thì thiên thời địa lợi chính là trợ thủ tốt nhất của bọn họ bởi vì lần trước quân tống rút quân không phải do thất bại mà là do không thích hợp với khí hậu nơi này cho nên mới lùi binh vì vậy lý thịnh đạo lựa chọn chiến thuật co đầu rút cổ muốn chiến tranh kéo dài đến mùa hè nắng gắt chó chăng sau khi thám tính trinh sát nhạc phi trở lại lều lớn lập tức triệu tập các vị tướng dĩ đến để trao đổi đối sách cả thượng sĩ vây quanh bản đồ bố trí quân địch lao công khổ tứ đều cảm thấy quân địch phòng thủ rất nghiêm bật tấn công là không thể thực hiện được mặc dù đánh hạ được quyết lý ải nhưng nhất định sẽ phải trả giá thê thảm và nặng nề phải biết rằng trước khi ra trận lý kỳ còn đặc biệt căn dặn nhạc phi binh lính của chúng ta cực kỳ đáng giá đấy binh lính nam ngô không có giá nào đây chính là ngọc và ngói chạm nhau phải lấy một đổi một vậy chẳng phải là thiệt thòi cho bên chúng ta huống chi đánh một nam ngô nho nhỏ đã tổn thất nghiêm trọng và nặng nề sao có thể nói đến sau này mỗi một trận chiến phải giảm số binh lính chết đến thấp nhất phải lợi dụng vũ khí tiên tiến để tấn công kẻ thù cố gắng không dùng mạng để lấp vào nói đến cũng buồn cười lúc trước khi đánh nhau với kim quốc lý kỳ bắt người chặn quân kim trong lòng chỉ có mục đích chính là ngăn gót sắt của quân kim dù phải trả giá nhiều hơn nữa nhưng khi đối mặt với nam ngô lê kỳ lại rất quý trọng từng binh lính của mình không muốn phải trả giá quá lớn các tướng sĩ thảo luận hơn một canh giờ vẫn còn chưa có đối sách dù ra vương quý cũng tuổi trẻ khí vượng có chút thất thỏm không yên hừ nói lê thịnh đạo đúng là con rùa đen giúp đầu vào mai luận binh lực gã không thua kém gì chúng ta nhưng lại không dám đi ra quyết chiến một phen tuy nói như thế nhưng y làm sao không rõ nếu đổi lại là y y cũng sẽ làm giống như thế bởi vì đối với nam ngô không thua chính là thắng không lùi chính là tiến mà đối với quân tống mà nói không thắng chính là thua không tiến tức là lùi ngưu cao đột nhiên nói điên giói, sao chúng ta không chọn chiến thuật bắt chước quân kim lúc trước rồi nam đánh không được thì lách quá bắt chặc trước phải bắt vua trực tiếp đi đến phủ thanh long nhạc phi liên tục lắc đầu nói không thể không thể ngưu tư quân nơi này không thể so được với phương bắc đường thì bốn phương đều thông suốt người muốn lách thế nào còn đường phía nam thì lắt đéo phức tạp, trong đó đường núi chiếm đa số, đường lại hẹp, nếu lựa chọn đi đường vòng thì sợ phải đi rất xa. Hơn nữa địa lý của quyết lý ải rất quan trọng, nếu chúng ta đi về hậu phương, bọn họ có thể sẽ chọn nam bắc giáp công chúng ta, cũng có thể chọn vây ngụy cứu triệu, đánh chiếm châu quảng nguyên. Từng là chúng ta tiếp tế bên chợ cũng gặp rất khó khăn. Còn nữa, ngươi đừng quên, xu mật sứ còn chưa đến. Nếu đợi cho xu mật sứ tập hợp lại với chúng ta, ở trong này bị địch ngăn chặn, vậy thì đại sự hỏng bét. Ngưu Cao vừa nghĩ tới ly kỳ thì không ngừng nói "Ây, Đúng 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 nhạc nhị các người Nói công trai, Ai, Ta đây là nghĩ quá đơn giản rồi Ánh mắt của nhạc quy từ đầu đến giờ vẫn tập trung vào tấm bản đồ Qua một lúc lâu y đột nhiên mở miệng nói Nhưng ta thật ra cảm thấy kế sách của Ngưu cao khả thi Ngưu cao lắc đầu liên tục Không được không được An toàn của số mật xứ quan trọng hơn Nhạc quy tức giận Thằng nhãi người thật sự làm người khác tức giận Chẳng lẽ ta không để ý tới an toàn của số mật xứ Ngưu cao hiếu kỳ nói Vậy ý ngươi là Nhạc quy đột nhiên tỉ tay vào một nơi trên bản đồ Ngoài 30 dặm phía đông quyết đi ải, có một con đường nhỏ. Đông đoàn luyện, người có biết con đường nhỏ này thông đến đâu không? Đông Quân Thanh là người sinh ra ở nơi này, đối với địa hình nơi này rất là quen thuộc, vì vậy nhạc quy mới đưa y cùng xuôi nam. Đối với Đồng Quân Thanh mà nói, y đương nhiên cũng muốn lập công, cho nên để thăng quan tiến chức. Y nhìn kỹ xuống nói, con đường nhỏ này thông đến môn trông. Môn châu trong miệng y chính là huyện Đông Khê của Nam Ngô bây giờ. Ở Nam Ngô cũng coi như là thành phố lớn. Nhạc Phi gật đầu, môn châu này cũng là một trấn quan trọng của Nam Ngô, từ nơi này cũng có thể xuôi nam đồng văn thành nhấn mải nói chẳng lẽ điện xoáy muốn từ con đường nhỏ này đi vòng lên đánh chiếm môn châu Nhạc phi không đáp hỏi ngược lại không thể sao đồng văn thành nói ta vẫn khuyên đại xoáy nên từ bỏ ý định này con đường này rất hẹp không có lợi cho đại quân ta hành quân mặc dù ta chưa đi qua nhưng nghe nói trong những con đường này có một đoạn đường rất cập kênh đừng nói là vũ khí công thành ngay cả xe lương thực của chúng ta cũng không qua được hơn nữa ở giữa còn có một mảng khí độc bình thường đi trên con đường nhỏ này cũng chỉ có mấy thương dài Nhạc Phi ha hả cười nói, <cười> người nói rất có lý. Nhưng nếu ta chỉ định phân quân ra lấy trước Môn Châu, mỗi người chỉ cần mang theo lương thực cho mấy ngày. Sau khi đánh chiếm được Môn Châu sẽ trực tiếp tiếp viện tại chỗ, rồi từ Môn Châu bơi quanh phía sau của Quyết Lý Ải hai mặt tấn công kẻ thù thì sao? Đồng Văn Thành toán suy nghĩ nói, vậy thì cả thi tấn công Môn Châu dễ dàng hơn so với tấn công Quyết Lý Ải. Bình lính phòng thủ Môn Châu cũng chỉ có khoảng 5.000 người. Nếu như định Sái muốn đánh chiếm Môn Châu, phái mười 000 người là đủ rồi. Chỉ có điều, nếu chẳng may bị Lý Thình Đạo nhìn thấu, bọn họ nhất định sẽ chặn đường của chúng ta ở phía sau. Con đường nhỏ này cách quyết đi ải quá gần, đối phương có thể sắp xếp thăm dò. Nhạc Phi ha hả nói, hờ tốt lắm, tốt lắm. Kiều cao, ta cho ngươi 10.000 người, môn châu này sẽ giao người lấy. Đến lúc đó, ta sẽ đưa đại quân vào quyết ly ải, xây dựng cơ sở tạm thời ngoài mười dặm, yểm hộ các ngươi đi từ con đường này. Nhu cao ngẩn người nói, muốn ta đi đánh chiếm môn châu thì không có vấn đề gì, nhưng Nhạc Vi nhíu mày, cắt đứt lời của y nói, đây là quân lệnh. Nghiêu Cao Hồ nghi liếc nhìn Nhạc Vi, lập tức ôm quyền nói, tuân mệnh. Tốt. Nhạc Vi vỗ bàn một cái, rất tự tin nói, truyền lệnh của ta, tàng sáng ngày mai, nhậu chạy đi trước. Trong vòng nửa tháng, ta buộc phải lấy được môn trâu, quyết lý ải, à? Nửa tháng, người lấy khai quốc làm trò đùa sao? Đám người vi bình, nông quân thanh nghe xong thì về mặt đều khiếp sợ. Cho dù ngươi hai mặt giáp công, thì nửa tháng đánh chiếm được quyết lý ải cũng quá rồi. Hơn nữa trên đường trước tiên phải hạ được môn trâu, thời gian căn bản là không đủ không khác gì người làng nói mớ. Nhưng Nhạc Phi đã quyết định, với bình bọn họ cũng chỉ có thể phục tùng tuân mệnh. Sau khi hội nghị kết thúc, như Cao đang đi, bỗng nhiên quay lại, nói, Nhạc Phi, người rốt cuộc là muốn làm gì? Quyết tỷ ải này là một thùng lũng, cho dù chúng ta hai mặt giáp công, đối phương cũng có thể hai mặt đối phó với địch. Tuy rằng tổn thất có thể đi, nhưng chúng ta còn phải tiến công muôn Châu. tính lại thì cũng không kém là bao. Nhạc Phi dường như đã sớm dự đoán được Ngưu Cao sẽ đến, cười ha hả nói. Ha, <laughs> ha, Ngươi còn nhớ lúc trước chồng nhị tướng quân lãnh binh đi cứu viện chết gia quân không? Khi đó hoàn nhan hy doãn không phí một người nào mang lại rất nhiều phiền toái cho chồng nhị tướng quân. Thiếu chút nữa thì đã diệt chết gia quân. Ngưu cao nói. Chuyện này ta cũng nghe chủ công nói. Hoàn nhan hy doãn phi thường giả hoạt, giữ đường bày ra trận thế nghi binh. May mà chồng nhị tướng quân có kinh nghiệm phong phú mới không bị gã hùng sợ. Nếu đổi lại là ta, tám chín phần là trúng kế của gã rồi. Nhạc phi gật đầu nói. Trong binh pháp có nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng nếu xem ngược lại những lời này, đạo dùng binh chính là giả trong thật, thật trong giả. Lúc trước hoàn nhan hy doãn bày nghi trận cản trở trùng lá tướng quân cứu viện, chúng ta cũng có thể bày ra nghi trận để cho đối phương chủ động xuất kích. Để cho đối phương chủ động xuất kích, Ngưu Cao nghe xong trong mắt sáng người, dường như đã hiểu ra một phần nghi ngờ nói. Vậy vì sao vừa rồi ngươi không có nói như vậy? Nhạc Phi nhỏ giọng. Ngươi hồ đồ rồi, việc này là việc trong đại. Nếu bị kẻ thù bắt giác trước, vậy chúng ta cầm cốc rồi. Mấy vừa rồi ở đây có nhiều người mới thêm vào, ta làm như vậy cũng để tránh lộ tin tức. Ừ, cũng là người suy tính chu đáo. Nghiêu Cao lại thấp giọng hỏi, vậy ta đánh giả hay là đánh thật ở Môn Châu? Nhạc Phi hà hà nói, giả <laughs> giả thật thật, dùng chút sức mà đánh, nhưng không thể phá thành quá nhanh. Từ đầu đến cuối phải giả bộ chỉ thiếu một chút nữa thôi. Nghiêu Cao gãi đầu, Ê, chuyện này thật đúng là hơi khó nha. Nhạc Phi cười ha ha, <laughs> người đi theo xu mật sứ lâu nhất, cái loại việc này đối với người mà nói không khác gì là một bữa ăn sáng có gì khó khăn nếu để xuống mật sứ nghe thấy những lời này thế nào cũng sửa quân pháp với hành ở chúng ta tuy nói như vậy nhưng mà ngưu cao lại mỉm cười vui vẻ kỳ thật vị trí đại quân của nhạc phi hiện giờ dù cách quyết lý ải hay môn châu cũng chỉ có tám chín mươi dặm đường nhưng do đường xá ở nam ngô không phát triển nên muốn tiến công dọc theo đường lớn quân tống nhất định phải công phá quyết lý ải trước lấy được huyện quảng lang sau đó mới lấy môn châu nhưng nhạc phi lại không làm như vậy ý đầu tiên là cố hết sức cho đại quân hành quân với tốc độ nhanh nhất vẹn vẹn thì dùng một hai ngày đưa quân đội tới nơi chỉ cách quyết lý ải mười dặm đường xây dựng cơ sở tạm thời cùng lúc đó thì nghiêu ca và Đông vân thanh cũng dẫn 10.000 binh lính đi vòng theo một con đường nhỏ xuất phát tới môn châu Giờ dĩ nhạc phi để Đông vân thanh tiến đến chủ yếu vì nghiêu ca vẫn chưa quen với địa hình nơi này hơn nữa biểu hiện lần này của nhạc phi rất phách lối ở phía trước quất ly ải bày bố danh trại trắng xóa một mảnh hàng nghìn lá cờ đón gió phấp phới thanh thế cực kỳ lớn lần đại chiến này xem ra hết sức căng thẳng ở trong đại trướng nhạc phi cười hỏi <cười> kẻ thù có động tĩnh gì không Nhạc huyền đáp đại quân của ta áp sát kẻ địch sao dám xuất kích chỉ có thể co đầu rút cổ bên trong vậy cứ làm cho họ co đầu rút cổ đi nhạc phi cười đột nhiên nói dương thái hưng vương quý có mặt tướng vâng dương hai người lập tức đứng dậy hai người lĩnh hai ngàn kỵ binh tiến đến khiêu chiến nhớ kỹ nếu kẻ thù đi ra ngoài các ngươi lập tức trốn về không được nghịch chiến nếu không sẽ bị xử phạt theo quân pháp mà tướng tuân mệnh đã đã mang theo một vài trấn tiền lâu đi buổi tối ném hai ba quả thuận tiện dọa bọn chúng bọn họ không phải là dùng đến voi dọa chúng ta sao phải cho bọn chúng biết là đừng có lấy những con voi này ra là mất mặt. Vài quả phá của ta cũng có thể đánh lui mấy con voi này. Chiêu này nhạc phi học được từ Lý Kỳ. Lúc trước Lý Kỳ dùng chiêu này đối phó với quân kim, thu được hiệu quả không tầm thường. Nếu dùng với bọn họ, hiệu quả nhất định càng thêm rõ ràng. Hai người vương dương tuần bệnh xoay người ra khỏi lều lớn. Ngày hôm đó, Dương Tế Hưng, Vương Quý lãnh binh đi chửi bới quân Nam Ngô. Vương Quý cẩn thận sợ đối phương nghe không hiểu tiếng Hán, đặc biệt là mượn từ chỗ nông thanh vân 100 người đàn ông có giọng nói lớn và biết nói tiếng Nam Ngô, một trăm người đàn ông nhấc bò rượu lên căng cổ họng hái nhục mạ uống rượu có thể giúp hưng phấn đối tượng toàn bộ nước nam ngô thu nhỏ thành 18 đời sau đó lại nhục mạ quốc vương họ tóm lại là lời thô tục rất khó nghe không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mệt mỏi thì trực tiếp ngồi ven đường nghỉ tạm nghỉ đồ rồi thì đứng lên tiếp tục đến buổi tối dương thế hưng lưu về phía sau hai dặm đường để dựng trại ở lại mệnh lệnh binh lính thay viên nhọc cảnh khác dùng ba chiếc xe bắn đá nhỏ tìm một nơi kín đáo trong núi bắn chấn tin lôi về trận địa phía trước của đối phương chúng hay không chúng không quan trọng cũng không yêu cầu là phải trúng vào giữa doanh trại quân địch quan trọng là tiếng nổ phải đủ lớn một canh giờ ném một lần dầm 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 như tiếng sấm nổ mạnh chấn động khiến binh lính nằm ngủ chật vật bọn họ còn tưởng rằng đối phương tấn công và bằng tiến lên vừa đi ra phía bên ngoài lại thấy ngay cả bóng người cũng không có cho rằng là mình lo lắng sợ bóng sợ gió lại trở về tiếp tục ngủ nhưng vừa qua một canh giờ lại dầm 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 bọn họ lại chạy ra xem kết quả vẫn không thấy một bóng người hơn mười binh lính quân tống trốn trong núi theo bộ dáng cả kinh của quân lính Nam ngô thì đầu cơ đến đau bụng hoàn toàn không ngừng được không thể nghi ngờ đêm nay là đêm giày bò với quân sĩ nam ngô vốn tế bào thần kinh bọn họ đã có mức căng thẳng lại thêm cái tiếng sấm nổ mạnh như thế này vài người nhát gan người bỏ chạy ta tiến đến đến ban ngày dương Tế hưng thoải mái ngủ đủ một đêm lại lính quân lên trận tuyến trừ bệnh binh lính nam ngô cũng là người cũng có tầm huyết cả người làm như vậy quá lỡ hiếp người không ít người nhao nhao thỉnh chiến muốn xông ra quyết một trận từ chiến với quân tống nhưng lý thịnh đào lại truyền xuống từ lệnh nếu ai tự tiện xuất chiến xử theo quân pháp thật ra quân tống làm như vậy gã lại càng an tâm bởi vì điều này cũng chứng minh quân tống cực kỳ rốt ruột nhưng lại không dám tấn công cho nên mới tới đây mắng to quả là phép khích nhưng tướng nhưng tiếng nổ đêm nay đúng là đồ làm cho con người tạo oán hận vì thế vào ban ngày lý thịnh đào đều binh viết trước vào trong nghỉ ngơi nhưng gã lại không chắc chắn quân tống sẽ không đánh lén vào buổi tối vì thế dùng chế độ thai ca để đối phó với tiếng nổ hư hư thật thật kia của quân tống nhưng dương tế hưng là một kẻ không tim không phổi y lời suy nghĩ cái này mà kệ các ngươi biến đổi như thế nào ta cứ như vậy đấy ban ngày nhục mạ ban đêm sấm rụng rời cứ như vậy ba ngày trôi qua ở đây hai quân giảng co hai bên đều không có bất kỳ tổn thất nào ở trong đại trướng của quân tống nửa tháng đã qua năm sáu ngày rồi nhưng bộ hạ của nhạc vi đã bắt đầu nóng nảy lý Thịnh đào này thật đúng là làm rồi đen ruột đầu nhục nhã như vậy gã lại vẫn nhịn được đối mặt với hai 000 kỵ binh của dương thế hưng mà cũng không dám ra ngoài nhưng nhạc phi lại vẫn lã vọng buông cần lúc không có việc gì thì đi làm phụ cận quan sát địa hình hoặc đọc xuân thu Bình pháp nhàn nhã vô cùng báo một người phi ngựa đến báo lại khởi bẩm tướng quân người tướng quân ở môn trầu gặp phải kẻ địch ngoan cường chống cự các tướng sĩ nghe được thì tâm trạng nhoáng lên một cái nhạc phi lại cười nói tốt 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 cái này tốt chỗ nào chứ đám người với bình đều cảm thấy tương lĩnh quân tướng này mỗi người đều có một bệnh thần kinh Rõ ràng là chuyện không tốt, bọn họ lại nói là chuyện tốt. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, mỗi khi bọn họ nói là chuyện tốt, chuyện xấu này thật đúng là có thể biến thành chuyện tốt. Nhạc Phi nói, Nhạc Phiên, có mặt tướng. Nhạc Phi nói, ngươi lập tức dẫn đầu một vạn binh lính đến trợ giúp nhiều Cao. Hả? Đã tướng sĩ đều sừng sốt, Nhạc Phi sợ mày nói, Nhạc Phiên, ngươi không nghe bài lệnh của ta. Trong quân không nói đùa, Nhạc Phiên vội đứng dậy nói, mặt tướng tuần lệnh. Ngươi nhanh đi chuẩn bị đi. Vâng. Nhạc Phiên lập tức lùi xuống, một lúc sau vi bình mới phản ứng lại vội hỏi điên doái nhân số chúng ta chưa chiếm được ưu thế nếu lại tách ra lần nữa quân ta bất lợi nhạc phi cười, <cười> vì chỉ huy sứ không cần lo lắng chỉ là lũ trẻ con thôi một vạn binh mã của ta đủ để đối phó rồi vi bình thấy nhạc phi cười vô cùng thần bí biết là y có sắp xếp khác cũng không muốn nói thêm nữa đột nhiên nhạc phi lại nói truyền lệnh của ta xuống toàn quân nổ trại lui về sau năm dặm trung tướng sĩ cùng kêu tuân mệnh đại ca đợi sau khi hội nghị kết thúc nhạc phiên lập tức đi đến nói đại ca huynh ăn bài như thế này để làm gì nhị đề chớ có sốt ruột nhạc phi cười ha ha đến gần nhạc phiên ghé vào lỗ tai y nhỏ giọng nói thầm một chút à, thì ra là thế trong mắt nhạc phiên sáng lên ôm quyền nói nhị đề chắc chắn sẽ hoàn thành sứ mệnh nhanh đi thôi vâng cùng lúc nhạc phiên xuất trinh doanh trại quân tống cũng lui về sau năm dặm nhưng mọi người dương tây hưng cũng không lui về hãy còn chửi bậy ở tiền trận lại trôi qua ba ngày cờ lớn của lý thịnh đạo vẫn còn đóng chặt Binh lính Nam Ngô cũng đã quen quân tống trời bậy, dường như là có vài người có vẻ đau trứng đang đứng trong doanh trại trời nhau với quân tống, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Tuy nhiên mỗi khi Dương Tây Hưng nhìn thấy cảnh tượng này đều lắc đầu thở dài, hay trong một hồi chiến tranh giữa bậc trượng phu cho tới bây giờ ngược lại lại biến thành cái đám đàn bà tranh chua trên phố trời mắng. Ở đây một ngày, nhạc Phi lại lệnh Đồng Tiên tuyển chọn dẫn 10.000 binh lính đến Môn Châu trợ giúp. Cùng lúc đó doanh trại lui về năm dặm đường phải biết rằng đại quân nhà quy tổng cộng cũng sáu vạn người tuy rằng một mạch đi tới hợp nhất không ít bộ lạc nhưng y còn phải phái người đóng giữ ở phía sau phòng ngừa năm mua đánh lén mặt khác còn có một ít binh lính áp tải lương thực cho nên binh lính trong đại y có thể sử dụng xác thực cũng khoảng chừng năm vạn nhưng bây giờ mới vài ngày y đã phái ra bà vạn chỉ để lại hơn hai vạn binh lính phải biết rằng đối phương tổng cộng có ba bốn vạn minh mã làm như vậy thực sự là quá lớn mặt rồi nháy mắt ba ngày lại trôi qua một ngày trước nhà Phi đã triệu hồi Dương Thái Hưng, Vương Quý lại để bọn họ lĩnh 10.000 binh lính đi trợ giúp Môn Châu. Đây đã là 10.000 lần thứ tư, ở chỗ này cũng chỉ có 10.000 nhân mã. Tuy trước đó Nhạc Phi nói là tách ra, sau đó kẻ địch hai mặt giáp công rồi quyết lý ải. Nhưng bây giờ xem ra, y lại có vẻ không giống chuẩn bị hai mặt giáp công, mà là đại quân trực tiếp vòng qua Môn Châu, bởi vì binh lực hai bên rất không cân đối rồi. Ở trong đại trướng, ngọn đèn dâu sáng ngời. ha <laughs> hờ ha vì huynh, huynh lại thua rồi. Nhạc Phi ngồi xếp bằng đối diện với Vi Bình, ở giữa sở hà ngăn cách trên bàn cờ Nhạc Phi giết Vi Bình không còn manh giáp. Cũng không nói Nhạc Phi có bao nhiêu năng lực, lúc này Nhạc Phi mới hơn 20 tuổi, kỳ nghệ đã cực kỳ cao, cũng không phải nói Vi Bình kém cỏi cỡ nào, kỳ thật tại lĩnh nam này, kỳ nghệ Vi Bình coi như hàng đầu đấy, nhưng bây giờ không lòng dạ nào chơi cùng Nhạc Phi, phải biết rằng ngoài 30 dặm còn có mấy bạn quân địch như hổ rình mồi. Mấy nghìn người của người áp chế mấy bạn người quân địch còn có lòng dạ đây chơi cờ, bình, đây chẳng qua là lọ sức trên màn cờ. Vừa rồi hai chúng ta không đánh cuộc gì, huynh không cần khẩn trương. Nhìn huynh mặt trải đầy mồ hôi, các huynh đệ thấy thế nào cũng cho rằng chúng ta đang đánh bạc. Trong quân không cho đánh bạc, nếu không thì quân pháp vô tình. Nhạc phi vừa đặt quân cờ vừa ăn ủi vi bình. Bây giờ quả thực vi bình cần người ăn ủi, nhưng nhạc phi không ăn ủi đến từ điểm. Ngược lại càng ăn ủi thì vi bình càng sầu lo, gượng cười nói, điện xoáy. Không biết khi nào người đi quyết ly ảnh thật ra y chỉ thăm dò bởi vì nhạc phi từng nói trước với các tướng sĩ tất lấy được quyết lý ải và môn châu ngày mốt chính là hết kỳ hạn nửa tháng nhưng vi bình hoàn toàn không tới hy vọng thành công nhạc phi hà hà nói <laughs> không phải là còn một hai ngày đấy ư ừ, không vội không vội Liên thiết dũng trận kia bên phía đối phương ngươi còn ngại nhiều một ngày nha nhưng vi bình thấy nhạc phi hoàn toàn không lo lắng tâm tình nói tiếp cũng không có nữa hận không thể bóp chết tướng quân thanh niên già lão già này thì thầm nghĩ phải chăng đại tống ta không có người rồi người đại chẳng qua là mới hơn 20 tuổi cũng không từng nghe nói có người số 1 này vì sao xung mật sứ cố tình chọn y làm thống soái ngưu cao kia còn đáng tin cậy hơn y Ai, ta đúng là muốn cái mạng già của người ta mà nhưng y cũng hết cách rồi chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi y muốn xem một chút qua kỳ hạn nửa tháng nhạc phi lại lấy cớ gì đến ngày thứ 14, buổi sáng nhạc phi trước sau như một tự mình giám sát huấn luyện bọn lính dù sao dường như y cũng không có việc gì khác có thể làm có đôi khi còn dắn tay áo tự mình xuống sân đọ sức một trận cùng với binh lính nháy mắt đã đến xế chiều. Vi Bình thế Nhạc Vi vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, gần như cho rằng người trẻ tuổi kia đang khoác lác, căn bản không có bản lĩnh gì. hết thảy đều là Nhạc Vi đang cố ra vẻ huyền bí. Có câu một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái. Hai nghỉ ba suy. khi thế quân tống dần dần thấp xuống. đêm đã khuya, gió thổi cờ bay. so với nửa tháng trước cờ bay như rừng, lúc này giống hệt như là bầu trời trăng thưa sao. lốm đa lốm đốm giữa trận doanh quân tống là một mảnh nặng nề canh bốn thiên tướng quyết lý ải cửa chính luôn đóng đột nhiên mở ra nhanh nhanh lên một tướng lính ngồi trên lưng ngựa không ngừng thúc giục chỉ thấy binh lính trong trại liên tục không ngừng bừng dậy trong đó còn có lượng lớn kỵ binh ít nhất cũng phải năm sáu nghìn phải biết rằng đây cũng không phải là kim quốc ngựa nhiều hơn người đây là nam ngô không nói đến số người nhiều ít chỉ xem số ngựa này đây tuyệt đối là tinh nhuệ nam ngô sau khi xuất trại một mảnh rậm rạp tự như khe núi nhanh chóng di chuyển hướng tới doanh trại quân tống bên kia trong mấy chốc liền biến mất trong đêm tối tảng sáng. Lúc này đúng là lúc người ta ngủ ngon nhất, hơn nữa là trời sắp sáng, là thời cơ đánh lén tốt nhất, vì đánh lén chú ý đánh bất ngờ, đêm tối có thể che giấu tập kích bên này, nhưng nếu là một mảnh tối đen thì một khi đánh nhau, người cũng không thể dễ dàng khống chế, cho nên đánh lén bình thường đều chọn một khắc trước khi trời sáng. Bởi vì đánh lén lúc này, thứ nhất có thể đánh đối phương trở tay không kịp, thứ hai là đến khi hừng đông thì càng tiện đổi giết kẻ thù. Một góc cua cách lều lớn quân đội tống 100 bước về phía nam một đôi con ngươi đen nhánh nhìn lều lớn quân tống chỉ thấy trong doanh trại ánh lửa sáng trưng còn có thể nghe thấy từng đợt tiếng bước chân tuần tra lên ngựa lên ngựa binh lính làm ngô đều lên ngựa giết chỉ một tháng trước cổng trại quân tống một tiếng giết rung trời vô số binh lính làm ngô phóng ngựa lao về phía doanh trại quân tống không xong kẻ địch đã tấn công không xong kẻ địch tấn công lại đây trong đại trướng quân tống nhất thời vang lên từng trận tiếng gào binh lính làm ngô mừng rỡ cứ xem tiếng quân tống kích động kêu la kia đánh lén lần này đã thành công một nửa từng người xông lên con ngựa lao đi vô cùng nhanh xông lên cho ta nhớ nhìn ước chừng nửa tháng binh lính làm ngô mỗi người dưng lên múa vuốt một đám giống hệt mạnh thú vọt vào trong doanh trại quân tống giữa lúc đó tiếng kêu la kích động thế mà ngừng lại người người đâu binh lính làm ngô nhảy vào trong doanh trại phát hiện bên trong không một bóng người không khỏi sừng sốt sừng sốt này tình cảnh bắt đầu trở nên yên tĩnh một loại cảm giác sợ hãi lập tức tràn lan ra giữa quân làm ngô không xong chúng cấy vì tướng quân nào đó ngồi trên lưng ngựa đột nhiên la hét rút lui mau rút lui nhất thời tiếng bước chân tiếng vó ngựa loạn thành một bầy binh lính làm ngô vừa mới rông lên hôm nay liều mạng trôi ra ngoài ầm rầm 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 mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt rầm 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 tiếng sấm cuồn cuộn toàn bộ quân doanh quân tống có thể nói là sấm sét vang dội thật ra địa lôi này trên chiến trường đại lý đã sớm nổ tung một mảnh trời đất theo lý mà nói nam ngô cũng có thể biết được quân tống có thần khí này nhưng cái này cũng không ảnh hưởng việc bọn họ chống chiêu bởi vì bọn họ ngàn nghĩ vẫn nghĩ chứ cũng không ngờ là quân tống chôn địa lôi trong chính doanh địa của mình không thể không nói một chiêu này thật đúng là rất đập. chỉ khoảng đường khác núi lở đất sụp binh lính nằm ngô bị nổ nghiêng ngả siêu vẹo tiếng sợ hãi tiếng la hét tiếng vó ngựa bước chân liên tục cảnh tượng dữ dội hùng tráng lúc này quân nằm ngô đều không có ý chí chiến đấu trong đầu chỉ có một ý nghĩ chính là chạy trốn giết giết có câu nhà rột lại gặp mưa rầm suốt đêm họa vô đơn chí binh lính nam ngô chưa kịp tỉnh lại từ kinh hoàng đã thấy lượng lớn quân tống đột nhiên lao ra từ bốn phương thăm hướng dương tay hưng vương quý dẫn một cánh quân kỵ binh từ mặt đông đánh tới phó tuyển đồng tiên lĩnh một nhánh xe binh đánh từ phía bắc đến cha con nhạc viên la long lĩnh một nhánh binh từ phía tây đánh tới bình trị nam ngô vốn đã bị nổ trắng váng rồi bất chợt nhìn thấy nhiều quân tống đột ngột lao đến như vậy trong lòng bọn họ kêu to bị lừa bởi vì theo bọn họ biết tuy lúc này đóng ở đây hơn một vạn quân tống nhưng ở đây rõ ràng là không chỉ hơn một vạn quân tống ít nhất cũng phải hai ba vạn quân lần này quân tống đánh nam ngô thật y hệt như quân kim đánh quân tống khi thế trực tiếp áp đảo hai người dương vương dẫn kỵ binh tiền phong nhảy vào trận địch đấu đá lung tung giết quân nam ngô người ngã ngựa đổ xe binh theo sau lại đè lên nghiền nát san phẳng kẻ địch cuối cùng bộ binh xông lên đối mặt với kẻ địch đã sớm tàn tác công việc còn lại chỉ là thu dọn sau khi trải qua một phen chém giết, mảnh trời phía đông đã thành màu vảy cá. Sáng hôm nay nhất định là cực kỳ có lợi với bên ưu thế hơn kia. Có thể tăng tiêm thành quả, không thể không nói một câu. Quân Nam ngộ này tính toán thật vừa đúng, dù sao bọn họ hiểu rõ nhất thời là thiên thời địa lợi, nhân hòa. Chỉ là quá trình dự đoán hoàn toàn tương phản với bọn chúng, ngược lại thành ra địch nhân là mai mối. Rút lui, bảo hiểm trận tướng quân rút lui. Bình sĩ nằm ngộ bại như núi đổ, may mắn chính là chẳng qua quân tướng bao vây từ ba mặt. Phía nam cũng không có quân tống, vì thế binh lính Nam Ngô như ông vỡ tổ trở về phía Nam. Thật ra cái này cũng hợp tình hợp lý. Nơi này chỉ có một con đường. Nếu quân tấn mai phục ở phía Nam, lúc quân Nam Ngô đến chắc chắn sẽ phát hiện trước. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 319 của bác Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 320.